Sáng ngày 1 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 12 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Tuyên Hóa, tham dự có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Báo cáo nêu rõ, qua 5 năm triển khai thực hiện, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Căn cứ nội dung chỉ thị số 05 và kế hoạch số 18 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh đã cụ thể hóa bằng cả kế hoạch thực hiện triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và đảng viên. Các nội dung trong kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là đẩy mạnh việc làm theo, việc học tập quán triệt chỉ thị số 05 và các chuyên đề hàng năm ở các tổ chức đảng trong toàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc theo đúng sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên và cả tầng lớp nhân dân. Cả cơ quan đơn vị địa phương đã chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát, bổ sung, xây dựng các nội dung học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời xác định rõ những vấn đề trọng tâm mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung chỉ thị số 05. Việc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt tuyên truyền, chương trình hành động, kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, chỉ thị được thực hiện nghiêm túc, việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết đã đi vào nề nếp trong sinh hoạt đảng và kiểm điểm tập thể cá nhân hàng năm. Đã xử lý kỷ luật kịp thời nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, mối quan hệ trong cấp ủy, cấp trên với cấp dưới, cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân ngày càng gắn bó. Ý thức học tập, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm, phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét. Thông qua các phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong làm theo Bác. Huyện Tuyên Hóa có một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, một tập thể, một cá nhân được Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen, hai cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích qua 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.